Ngày xưa, có loài thú lạ giáng xuống từ trên trời, đi tới đâu, khí tượng khác thường tới đó, đông hè đảo lộn, tàn phá nhân gian vào những dịp cuối năm. Người đời gọi nó là Nghiên Thú. Để trả lại sự yên bình cho nhân gian, Thiên Đình phái Thử Nguyên Soái và các thiên binh thiên tướng đi hàng phục Nghiên Thú. Sau một cuộc chiến, cuối cùng Thử Nguyên Soái cũng đánh bại được Nghiên Thú. 200 năm sau, tai họa qua đi, nhân gian trở về với sự yên bình. Dân chúng chào mừng sự hiện diện của một thời kỳ thái bình hưng thịnh, vui mừng chào đón mỗi một mùa xuân mới. Không đúng, sao quyền trưởng của ông nội không nghe lệnh của ta vậy chứ? Tao khuyên cô đừng lãng phí sức lực nữa. A Tế, chỉ có phi thăng thượng tiên thì cô mới có thể thừa kế quyền trưởng của Thử Nguyên Soái. Vậy ta phải làm sao mới có thể phi thăng thượng tiên chứ? Muốn trở thành thượng tiên, cô phải hạ phàm bắt Nghiên Thú. Đây chính là Nghiên Thú, hồi tụ linh khí trong trời đất hình thành nên thần thú thượng cổ, giống như nó sống trong rừng sâu thẳm. Mỗi khi hương vị ngày Tết nhạt đi, nó sẽ mò ra gây chuyện và trải nghiệm những cái mới, làm loạn nhân gian. Hành tung của nó rất bí ẩn, khó mà đoán trước được. Sợ pháo hoa pháo trúc, cô có thể lợi dụng nhược điểm này để bắt nó về thiên đình. Bây giờ hương vị ngày Tết ở trần gian nhạt như thế, Nghiên Thú chắc chắn cực kỳ hung mãnh. Ngươi bảo ta đi nộp mạng đấy sao? Ta không đi, đừng sợ. Trong túi linh đung có dây thần trói yêu và lệnh bài của thiên đình, hai pháp khí này có thể giúp cô thu phục được Nghiên Thú. Thế mà ngươi không nói sớm, ta đi trước đây. Cô đừng chạy, vội vàng vậy làm gì chứ? Ta chưa nói hết mà. Ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật, kẻ nào làm? Rốt cuộc là kẻ nào làm? Nói với hai đứa bao nhiêu lần rồi, không được đốt pháo. Sao hai đứa không chịu nghe thế? Hôm nay cảnh cáo hai đứa lần cuối nhé, không được đốt pháo. Được rồi, về nhà rửa mặt đi. Cuối năm tới nơi rồi, nhớ là phải giám sát người dân trong thôn cho cẩn thận, không được đốt pháo hoa pháo trúc. Tuân lệnh. Đau chết đi được. Đây là nơi nào thế? Nhân gian phải là tháng chạp mới đúng chứ? Sao nơi này vẫn còn là mùa hè vậy chứ? Hồi quá. Nghiên Thú, ngươi đừng có tới đây. Ta lợi hại lắm đó. Ngươi chờ đấy. Không đúng.
Tiêu rồi. Nếu không bắt được niên thú, còn để nó làm hại con người, đừng nói là phi thăng thượng tiên, e rằng ta sẽ bị bắt vào thiên lao ấy chứ. Hey. Nào. Cầm lấy. Không cần, cậu xem, cái này to, lát nữa ném vào đầu sư tử, phụ cho họ một trận. Được. Hey. Chạy mau. Chạy mau lên. Mau. Chạy mau đi. Mau. Đừng lấy đồ nữa, chạy mau lên. Đừng lấy nữa, mau chạy đi. Chạy mau. Mau. Chạy mau đi, mau. Đừng lấy nữa, mau chạy đi. Đừng lấy nữa. Mọi người đừng sợ. Chạy mau. Chuyện gì thế? Sao ta không dùng được pháp thuật nào cả vậy? Ai bảo cô dội vàng hạ phàm? Ta nói hết đâu chứ. Công lực của cô còn thấp, mỗi dùng pháp thuật chỉ được có một lần. Vừa rồi cô dùng ở trong rừng rồi. Đương nhiên bây giờ không dùng được nữa rồi. Cái độc quyển trục dễ rách, nó không hết lời. Đợi ta về thiên đình rồi sẽ xử lý như sau. Cứu tôi với. Cứu tôi. Thôn trưởng, mau đi thôi, đi mau, cầm lấy. Yêu quái, đừng hòng quấy rối sự bình của làng ta. Mau lên đi. Xuyên tử, đi mau. Cẩn thận. Sư phụ. Cha, tất cả là tại con. Con không nên ra ngoài. Cha không sao. Mau dọn đồ, chúng ta mau về nhà. Đừng xem nữa. Chạy mau. Nguy rồi, đầu sư tử. Sư tử, đừng đi, quay lại. Sư phụ. Này, huynh mau tỉnh lại đi. Này. Quyển trục, huynh ấy không tỉnh lại. Giờ ta phải làm sao? Cô nghe nhịp tim của hắn xem sao. Ta không nghe thấy, không phải là chết rồi đó chứ. Thế hơi thở thì sao? Huynh tỉnh rồi sao? Tôi đi đây. Cô đừng đi, nữ dây sầm. Tôi không phải nữ dây sầm. Cô không phải nữ dây sầm. Thế cô hôn tôi làm gì?
Huynh bị thần kinh sao? Cô nói, cô tưởng hôm mai nữa rồi, là huynh bị niên thú đáng ngu luôn rồi sao? Niên thú? Niên thú là cái gì? Lợi quá lấy đầu sư tử của huynh đó. Đúng rồi, đầu sư tử. Tôi phải lấy lại nó. Huynh không muốn sống nữa sao? Nó ăn thịt người đấy. Đầu sư tử quan trọng hay mạng huynh quan trọng? Đầu sư tử rất là quan trọng. Nhất định tôi phải lấy nó về. Vậy được rồi, huynh đi theo tôi đi. Tôi biết nó ở đâu. Ai thèm đi theo cô chứ? Nữ dê sờm. Tôi không phải nữ dê sờm. Tôi có tên. Tôi tên là A Tế. Chào cô. Nữ dê sờm A Tế. Tôi tên là La Xuyên. Huynh đi theo tôi làm gì? Nào có. Tôi cũng đi về phía này. Có bản lĩnh thì huynh đừng bám theo tôi. Ai bám theo cô chứ? Sao huynh vẫn bám theo tôi vậy? Tôi không bám theo cô. Sao cô không hỏi nữa? Đồ thần kinh. Niên thú nguy hiểm lắm đấy. Lát nữa huynh phải nghe theo tôi. Chúng ta quay lại. Mau quay lại. Sao biến thành một cô bé vậy chứ? Tiểu hủ, pháo nổ có gì mà vui chứ? Giao thử tới ta xem múa sư tử nhé. Đi trên dây thép, cướp bóng lửa, múa sư tử. Hai đứa kia xem bao giờ đúng không? Mũi tên là gì? Mũi tên tiểu ngủ đúng không? Dây thừng trói yêu. Cô. Lại để niên thú chạy mất rồi. Pháp lực cũng dùng hết rồi. Mau cho ta về đi. Không bắt được niên thú thì đừng mong về thiên đình. Tự cô giải quyết đi. Tất cả là tại huynh đấy. Hại tôi không bắt được niên thú. Tại cô mới phải. Cô quăng cái dây dẫn gì về phía nó thế? Hại tôi không lấy được đầu sư tử. Huynh cố ý thì có. Nó dữ dằn với tôi như thế. Vậy mà không dữ dằn với huynh. Huynh nói mau. Phải hai người cùng một dù không? Ai bảo cô kích thích nó? Đáng đời bị nó dằn mặt. Ta chỉ gặp nó ở cổng thôn thôi. Tên nó là Tiểu Ngũ. Không ngờ niên thú lại là một cô bé. Cô bắt nó làm gì? Làm gì kệ tôi. Có phải cô không nơi nào để đi không? Làm gì có. Tóm lại huynh hại ta không bắt được niên thú. Huynh phải chịu trách nhiệm với ta. Ai thèm để ý tới cô. Tôi phải về nhà. Cô đừng đi theo tôi. Ai đi theo huynh chứ? Cô đừng bám theo tôi nữa. Tôi đâu có bám theo huynh. Huynh đừng đi. Cô đừng bám theo tôi nữa. Huynh đi chậm thôi. Chẳng phải cô không bám theo tôi sao? Tôi có bám theo huynh đâu. Quần áo lõm gì thế này? Tôi mặc cứ thế ngứa ngứa. Có mặc là khá lắm rồi. Bộ quần áo lõm này của cô làm tôi tốn hết tiền mừng tuổi năm ngoái đấy.
Ai bảo huynh làm bẩn quần áo của tôi? Ai bảo cô đi theo tôi? Nhà huynh đổ nát thế này, còn lâu tôi mới đi theo huynh. Thế cô có thể đi mà, cô đừng đi theo tôi nữa. Tôi cứ không đi đấy. Cha, cha, cha sao rồi? Cha không sao. Không phải con đi tìm đầu sư tử sao? Đầu sư tử đâu? Con làm mất rồi ạ. Đầu sư tử mất thì thôi, con về là tốt rồi. Đừng để xảy ra chuyện gì không hay nữa. Người nhà chúng ta ở bên nhau, bình an đón năm mới. Cô nương đó là ai thế? Con nhặt trên đường đấy. Ăn nói kiểu gì vậy? Người sao lại là nhặt được chứ? Cháu là người ở thôn bên cạnh. Yêu quái phá hủy cả thôn, cháu không có nơi nào để đi nữa. Nếu không có nơi nào để đi thì cháu cứ ở tạm nhà tôi đi. Cảm ơn La Thúc. Cháu học được vài cách chữa bệnh, cứu người từ cha mẹ. Có lẽ có thể chữa khỏi vết thương của Thúc. Nhưng hai cha con Thúc phải nhắm mắt lại thì mới có tác dụng. Được rồi. Không ngờ cô cũng lợi hại thật đấy. Biết cả về y thuật. Cảm ơn cô nhé. Tôi nói với huynh từ trước rồi, tuyệt đối đừng có xem thường tôi. Huynh định làm gì? Có phải cô là yêu quái không? Tia sáng màu vàng vừa rồi là sao? Đừng tưởng tôi không nhìn thấy. Tôi không phải yêu quái. Không phải yêu quái. Thế cô định chứng minh như thế nào? Huynh nhìn đi, tôi là tiên nữ. Vậy tôi cũng là tiên nữ đây. Tôi là tiên nữ thật mà. Tôi còn là đại tiên nữ, múa sư tử đấy. Huynh xem, đây là đuôi của tôi. Bọn chuột tiên bọn tôi đều có đuôi tiên hết. Lần này huynh tin rồi chứ? Tôi đùa với cô thôi. Cô xinh đẹp thế này, đương nhiên là tiên nữ rồi. Mai mà có cô cứu cha tôi, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Vậy sau này bổn tiên nữ là ân nhân của huynh rồi. Sau này tôi bảo kê huynh. Ai mượn cô bảo kê chứ? Tôi nói cho cô biết nhé, tuyệt đối đừng nói chuyện cô là thần tiên cho phán thủy. Nếu không người trong thôn sẽ tới xem chúng ta đấy. Một người là sao chổi, một người là chuột tiên, đủ để cho họ bàn tán cả một năm mất. Cô ấy là ai thế? A Tế. Cô ấy đi lạc người nhà, ở nhà chúng ta vài ngày. Tôi đi nói cho sư phụ. Cha gặp cô ấy rồi. Cô ấy còn chữa bệnh cho cha nữa. Chào huynh. Huynh không sao chứ? Không sao. Ai thấy? Giới thiệu với huynh, cô ấy tên A Tế. Đây là đại. Chào cô A Tế. Lần đầu gặp mặt, không đón tiếp từ xa. Phải rồi, tôi tên là Cố Phán Sơn. A Tế cô nương từ đâu tới vậy? Tôi là người ở thôn bên cạnh. Cả thôn yêu quái quỷ quại rồi, tôi không có nơi nào để đi. Thế nên La Xuyên đã đưa tôi tới đây. Vậy A Tế cô cứ yên tâm đi, nhất định tôi sẽ dẫn hai sư đệ này của tôi đi tìm cha mẹ cho cô. Cảm ơn nhé. Vậy thì cô ngồi đi. Còn yêu quái nữa chứ? Tôi thấy cô mới giống yêu quái đấy. Nói linh tinh gì đấy, làm việc đi. Những thứ này là gì thế? Nhà tôi làm nghề múa sư tử. Những thứ này là đạo cụ để múa sư tử. Cô chưa xem múa sư tử bao giờ đúng không? Chưa xem bao giờ. Tôi múa cho cô xem nhé. Được. Đầu sư tử của tôi.
Hay quá. Thế nào? Hay chứ? Lợi hại, lợi hại. Không có gì. Tôi hơi đói bụng. Cô đợi nhé. Nhà tôi không có gì ngon. Thứ này tôi mua trên chợ phiên đấy. Cô ăn thử xem. Không phải Huynh mua cho để sao? Người ta là khách. Phán Sơn, chuyện này lạ à nha. Nói linh tinh gì đấy? Ngon quá. Phán Thủy, ngon thì ăn nhiều một chút. Chúng ta phải tranh thủ thời gian luyện tập. Cha vừa mới khỏe lại, không thể múa sư tử được. Giao thừa năm nay chỉ có ba chúng ta biểu diễn thôi. Không luyện, mất đầu sư tử rồi. Luyện tập thế nào đây? Chẳng nên cơm cháo gì, còn ra vẻ gì chứ. Huynh giỏi sao huynh không muốn theo đầu sư tử đi? Để đủ theo rồi, ta còn theo làm gì nữa? Lấy được đầu sư tử về chưa? Thì chưa. Là mất đầu sư tử rồi, vẫn yêu quái vậy. Thảo nào nói đệ là sao chổi. Đệ không phải là sao chổi. Đệ chính là sao chổi. Không phải. Không phải đệ thì còn ai? Không phải đệ. Cãi nhau cái gì hả? Tới giờ đi ngủ rồi. Tổ tiên. Tổ tiên. Mấy chục năm nay con luôn làm theo lời dặn dò của người, tịch thu hết pháo hoa pháo trúc trong cả thôn, cấm cả thôn lớn tiếng ồn ào. Nghe cái đội múa sư tử cũng nghe theo mệnh lệnh của con, không tổ chức trầm rộ. Theo lý mà nói, Hồ Gia Trang chúng ta phải bình an mới đúng chứ. Nhưng sao lại có yêu quái thế này? Thật sự là con nhìn thôn mà rơi lệ. Trong lòng con ái nái ngập tràn. Con... Tổ tiên. Tổ tiên. Sao người không nói gì vậy chứ? Ta đợi người lại nhảy hết. Con câm miệng. Con câm miệng. Nghe theo mệnh lệnh của người. Đây là cái gì? Khí tượng khác thường của Hồ Gia Trang. Điềm hung của việc nóng lạnh bị đảo lộn. Tất cả đều do con niên thú xuất hiện ngày hôm nay gây ra. Niên thú chuyên tới làm hại nhân gian vào khoảng trước và sau ngày giao thừa. Muốn bảo vệ thôn làng, hàng phục niên thú thì phải nghe theo mệnh lệnh của lão phu, luyện ra thuật trấn yêu. Thuật trấn yêu. Muốn luyện thuật trấn yêu, đặt bàn tay vào đây, gắn kết linh hồn với lão phu là ta có thể giúp ngươi một tay. Sao ngươi lại tới đây? Thôn trưởng, tối qua La Xuyên dẫn về một cô nương. Tôi thấy cô ta không phải người bản địa. Chủ yếu là cô nương đó có một cái đuôi dài, nói năng không rõ ràng gì cả. Chắc chắn là có vấn đề. Một cô nương có đuôi dài. Trong cái thời thế loạn lạc này, sao lại có một cô nương dám đi lung tung khắp nơi được chứ? Chắc không phải yêu quái đó chứ? Đúng thế, tôi thấy cô ta rất giống yêu quái. Cô ta có mất hồn của đại sư huynh tôi luôn rồi. Giám sát cô ta chặt chẽ. Có bất kỳ động tĩnh gì phải báo cáo cho ta. Dừng. Đi đi. A Tế cô nương, nhà chúng tôi chỉ có cơm canh đạm bạc, không biết cháu ăn có quen không? Cảm ơn là thúc thúc. A Tế, nếm thử món này đi. Tôi làm đấy, ngon lắm. Sao huynh không gấp cho đệ? Người ta là khách mà. Nào, nếm thử đi.
ăn món này. Cô quen biết giới xuân tử như thế nào thế? Lấy đâu ra nhiều chuyện thế? Huynh ăn của huynh đi. Ta hỏi đệ sao? Đệ là gì của cô ấy mà quản nhiều thế? Bọn tôi quen nhau thế này. Lúc bọn tôi đuổi theo niên thú đá huynh ấy ngất xỉu. Sau đó nhoáng một cái huynh ấy đã nằm vào lòng của tôi rồi. Rồi sau đó, không phải. Đá ngất xỉu để nằm vào lòng của cô sao? Không phải, đúng. Bọn đệ chỉ là để không cần phải giải thích. La Xuyên lớn thế này rồi mà đã đưa cô nương nào về nhà bao giờ đâu? Vì sao để lại đưa cô về? Cô tưởng tôi không biết chắc? Cô nói mau, cô phải cô muốn chen chân đội sư tử của chúng tôi không? Đội múa sư tử nhà họ La chúng tôi chỉ nhận nam không nhận nữ. Cô đừng nghĩ tới nữa. Không phải tôi không muốn múa sư tử với các huynh. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Mấy ngày tới hai đứa già cả Xuyên tử, đừng lên trấn nữa. Tránh đứa Hồ trưởng lệ tới kiếm chuyện. Chờ tới khi tìm được cha mẹ của A Tế thì mau chóng về ăn Tết. Sao huynh ấy không được lên trấn chứ? Để sao? Cứ lên trấn là người trong cả thôn cũng xui xẻo theo. Cô đừng nghe huynh ấy nói linh tinh. Ăn đi. Ta có nói linh tinh gì đâu. Đầu sư tử sư nương để lại cho đệ, bị đệ sửa chẳng ra làm sao cả. Đã thế bây giờ còn làm mất rồi. Cả nhà cũng xui xẻo theo đệ. Sao chổi. Huynh chờ đấy. Bây giờ ta đi tìm đầu sư tử về. Xuân tử. Đang nói linh tinh cái gì đấy? Trung Bình Tấn, sao con không hiểu chuyện như thế chứ? Mạng con quan trọng hay đầu sư tử quan trọng? Đầu sư tử là thứ mẹ để lại cho con, nhất định con phải lấy lại nó. Nếu mẹ con còn sống, bảy thuộc đó không để con đi mạo hiểm. Cha chẳng hiểu gì về mẹ hết, cũng chẳng hiểu gì về con hết. Chỉ có mẹ ủng hộ con, muốn điều sư tử mới của con. Cái gì cha cũng sợ, chẳng cho con làm gì. Cha là đồ nhát gan. Đẹp quá. Nếu cô thích nơi này, sau này ngày nào tôi cũng dẫn cô tới đây. Huynh đừng giận nữa. Cha huynh chỉ muốn huynh bình an thôi. Đâu có giống tôi. Thực ra không có ai quan tâm tôi hết. Cha mẹ cô đâu? Họ qua đời từ lâu rồi. Kể từ khi ông nội tôi mất, càng chẳng có ai bảo vệ tôi nữa. Bọn họ đều coi thường chuột tiên bé nhỏ như tôi, xa lánh tôi mọi lúc mọi nơi. Vậy nên chỉ có bắt được tiểu ngũ thì tôi mới có thể phi thăng thượng tiên, chứng minh bản thân mình với bọn họ. Làm thần tiên cũng khó thế sao? Đương nhiên rồi. Tạm gác lại chuyện thừa kế quyền trượng, tóm lại tôi nhất định phải mau chóng bắt được tiểu ngũ, không thể để nó làm loạn nhân gian nữa. Vậy cô bắt nó như thế nào? Lúc ở trong rừng, tôi thấy hình như nó không có ác ý với huynh. Nếu như huynh muốn lấy lại đầu sư tử, tôi muốn bắt tiểu ngũ, chi bằng chúng ta đi chung với nhau. Hình như nó thích xem múa sư tử ra phết đấy. Chúng ta về nhà lấy đồ nghề múa sư tử, có lẽ có thể cứu mạng ấy chứ. Nhưng nói trước nhé, nhỡ nó tức giận thì chúng ta phải chạy mau, tuyệt đối không được ở lại nhé. Được. La Xuyên, chúng ta đi. Quảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Quảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Mình thắng rồi. Quảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Lại nào. Quảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Sao cậu lại thắng nữa rồi vậy? Quảnh tù tì ra cái gì ra cái này.
Quảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Quảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Mình thắng rồi. Quảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Lại nào. Quảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Quảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Thuật trấn yêu quả nhiên là lợi hại. Ngay cả yêu quái cũng được trấn áp. Lấy nó để khống chế con người, đúng là dễ như trở bàn tay. Ai bảo bình thường các ngươi không nghe lời ta? Bây giờ chẳng phải vẫn ngoan ngoãn để ta khống chế đấy sao? Đi, nói với tất cả mọi người, ai đi bắt niên thú với ta hưởng. Kẻ nào chống lại mệnh lệnh của ta sẽ bị xử lý cùng với niên thú. Thôn trưởng, là tôi. Thôn trưởng, La Xuyên và nữ yêu quái đó ra ngoài rồi. Chưa biết chừng họ đi tìm niên thú rồi. Niên thú. Ở đó. Nếu đắt nữa tôi ngủ nổi giận, huynh tuyệt đối đừng làm bừa. Cứ giao nói cho tôi là được rồi. Huynh nhìn tôi làm gì? Cô lo cho tôi như thế, không phải là thích tôi rồi đấy chứ? Ai thích huynh chứ? Sao chổi? Cô ở đây chờ đừng có làm gì. Tôi đi gặp nó. Đến đây, đến đây. Tiểu ngủ. Cô ấy là A Tế. Cô ấy không phải người xấu. Tiểu ngủ, ta là A Tế. Muội cùng ta về Thiên Đình được không? Đó mới là nhà của muội. Muội xem muội đi lưu lạc khắp nơi ở đây như thế, quá nguy hiểm. A Tế sẽ đưa muội về Thiên Đình, sống một cuộc sống tốt đẹp. Ở đó sẽ không có ai bắt nạt muội. Tiểu ngủ. Bay lên thật rồi, đẹp chứ. Đó là nhà tôi sao? Đúng thế, đó là hồ Gia Thôn. Cẩn thận một chút. Lợi hại chứ. Ta biết bay rồi. Ta biết bay từ đâu rồi.
huynh ngốc quá. Đừng đụng vào tôi. Cô xem, đằng trước là nhà của chúng tôi, bên đó còn có thác nước, đẹp không? Nhân gian đẹp quá. La Xuyên, quen huynh vui thật đấy. Tôi muốn nói với mọi người, Tiểu Ngũ có thể làm bạn với chúng ta. Nhỡ đâu nói lại sợ thì phải làm sao? Không phải còn có cô rồi sao? Sư phụ, sư phụ, tìm thấy Xuyên Nhi chưa? Tìm khắp nơi rồi mà vẫn chưa tìm thấy. Có thể đi đâu được chứ? Lão La, Lão La, Lão La, mau đến cổng thôn tập hợp đi. Thôn trưởng bảo chúng ta đi bắt niên thú. Bắt niên thú? Vậy sư phụ, buổi diễn tối nay chúng ta có đi nữa không? Các con mang theo đồ đạc, đi tìm Xuyên Tử với ta. Dân Phán Thủy đâu rồi? Thôn trưởng, sông biến thành ra thế này rồi. Giờ yêu quái ra đây mau. Không không, cô bé không phải yêu quái. Cô bé sẽ không hại người đâu. Truyền bá tà môn ngoại đạo. Tà môn ngoại đạo. Cô yêu quái như, cô yêu quái như đồng bọn. Tiểu tử nhà họ La, hôm nay ngươi và con yêu quái này tận số rồi. Cẩn thận. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, quả nhiên là yêu nữ. Tiểu Ngũ, hôm nay ta xử cả ngươi luôn. Huynh đưa cô bé đi mau đi, để tôi đối phó ông ta. Tôi không đi, tôi không thể bỏ cô ở lại một mình. Huynh đi mau đi, đợi khi pháp lực cạn kiệt thì tôi không thể ngăn cản trưởng thôn nữa. Huynh muốn nhiều người bị thương hơn sao?
Cha, cha, trời ạ, Xuyên Nhi, cuối cùng con cũng về rồi. Vậy A Tế đâu? A Tế về nhà rồi. Đứa bé này là ai vậy? Sao lại bị thương thế? Cô bé là Tiểu Ngũ. Phán Sơn, đi lấy nước mau. Dân, Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ. Bé ngoan, uống chút nước đi. Đúng rồi. A Tế. Mọi người mau dọn đồ đặt mau. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Không biết hồ trưởng thôn tôi luyện yêu thuật gì, bị tẩu quả nhập ma rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Phán Thủy đâu rồi? Vừa nãy còn ở nhà, không biết đã chạy đi đâu rồi. Đi tìm đi. Công lực của tôi không cầm cự được lâu. Đừng có né tới thì chúng ta không kịp mất. Chúng ta mau thu dọn đồ đạc đi. Mau, mau lên. Thu dọn đồ đạc, mau. Đi, đúng thế, đi tìm hắn. Đi, đi tìm hắn. Mọi người tới đây làm gì? Sư phụ, mọi người đánh xa cô ta ra. Cô ta là yêu nữ, cùng một dục giới niên thú. A Tế, quế sao có thể là yêu nữ được chứ? Thôn trưởng đã nói với con. Sư phụ, đừng để cô ta lừa. Phán Thủy, cô nói linh tinh cái gì vậy? Mọi người mau chạy đi. Thôn trưởng đã luyện yêu thuật, ông ta điên rồi. Chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ về thôn. Ông ta sẽ hại mọi người đó. Sao lại thế được chứ? Thôn trưởng điên rồi sao? Là La Xuyên điên thì có. Qua lại với yêu quái. Trong con nha đầu này đoan chính. Không ngờ lại là yêu quái. Yêu quái? Tôi không phải yêu quái. Tôi là sư phụ. Xuyên tử không nói thật với chúng ta. A Tế này không phải người. Cô ta là yêu quái. Con đã nhìn thấy đuôi của cô ta rồi. Cô nói đi. Cô không phải yêu quái thì là ai? Nói đi. Rốt cuộc cô là ai? Cô nói mau đi. Nói đi. Cô nói mau đi. Nói. Tôi là... Nói đi. Cô nói mau đi. Nói. Đi mau lên. Mau. Nào Dũng ca, bên này. Nào, bên này, lật. Nhìn thấy chưa? Thứ này. Mau lên, mau. Nào, chạy mau. Tiểu Ngũ, muội sao thế Tiểu Ngũ? Yêu quái, giao yêu quái ra đây mau. Tiểu Ngũ, ta ở đây, không có ai làm hại muội đâu, đó là pháo hoa. Muội đừng sợ, sao ngươi vẫn còn bảo vệ con súc sinh đó chứ? Chính ngươi dẫn niên chúng tới. Mà còn liên quan cho thôn trưởng, chính là hắn. Mọi người nghe tôi nói, không nghe người nói. Yêu quái, Tiểu Ngũ về sải nên mới biến thành như thế. Muội ấy không xấu, muội có thể trở thành bạn với mọi người. Không tin thì mọi người có thể hỏi cha tôi. Chuyện này, Tiểu Ngũ không có ác ý. Cô bé rất là nhát gan, chúng ta đừng dọa cô bé nữa. Ngươi đang mê hoặc lòng người. Thôn chúng ta nóng lạnh thất thường, là điềm chẳng lành. Tất cả là vì ngươi. Giao niên thú ra. Hút ra khỏi hồ Gia Trang. Giao ra đây. Hút ra khỏi hồ Gia Trang. Giao ra đây mau. Giao ra đây. Giao niên thú ra. Giao niên thú ra đây mau. Giao niên thú ra. Giao niên thú ra đây mau. Giao niên thú ra. Thôn trưởng, thôn trưởng đang... Gia tộc của kẻ hèn này đã bảo vệ thôn làng bao thế hệ, chỉ mong dân chúng ấm no, không ngại khó khăn ra núi.
hết thuốc chữa rồi. Ông ta điên tới mức này rồi, còn tỉa tót câu chữ. Nhưng có kẻ lại muốn đối nghịch với ta, với cả cái thôn làng này. Đầu sư tử, giao con súc sinh đó ra. Nếu không, cha, cha nói gì đi chứ? Tuyển vũ sẽ không hại người đâu. Cô bé chỉ là một đứa trẻ. Giao nó ra đi. Cha, nó chỉ là súc sinh. Con muốn gì nó mà hại chúng ta đuổi ra khỏi thôn sao? Cha, sao cha lại tàn nhẫn như thế chứ? Giao ra đây mau. Tiểu ngủ, muội sao thế? Ta, muội không biết ta là ai nữa sao? Xuyên tử, A tế, cô tỉnh lại đi. A tế, yêu nữ làm phép rồi. Yêu nữ làm phép rồi, mau nhìn kìa. Yêu nữ làm phép rồi, làm phép rồi. Mau thả nó ra. Nó chỉ là một cô bé. Các ngươi đừng làm hại nó. Niên thú làm hại thôn làng. Tối nay ta sẽ lấy nó tế trời, để đảm bảo năm sau thôn ta sẽ thái bình. A tế cô nương, cô là yêu quái thật sao? Tôi không phải yêu quái. Tôi là chuột tiên ở trên thiên đình. Vốn dĩ tôi tới là để bắt niên thú. Không biết vì sao lại biến thành như thế này. Cô nương tốt, bọn ta đã trách nhầm cháu rồi. Hầu thúc, thúc sao vậy? Hầu thúc, tới sân sau thu dọn đồ đạc đi. Đã tìm được đầu sư tử rồi thì chỗ này chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Không phải con vẫn luôn muốn rời khỏi đây sao? Tối nay chúng ta sẽ đi. Cha, chúng ta bây giờ còn đi đâu được nữa? Đi thôi, rời khỏi đây. Không bao giờ phải nhìn thái độ của người khác nữa. Nếu mẹ con còn sống, bé cũng không muốn thấy con chịu ấm ức. Đời cha không có tài cán gì, chỉ biết múa sư tử.
chỉ mong con có tiền đồ, bình an vô sự, làm chuyện mà con muốn làm. Có phải không có đệ thì mọi người sẽ sống tốt hơn không? Để nói gì thế, Xuyên Nhi? Mẹ mất rồi, ngày nào đệ cũng làm cho cha tức giận. Còn Hải Huynh và Phán Thủy xui xẻo theo đệ, có phải đệ đáng ghét lắm không? Đệ nghĩ linh tinh cái gì thế? Ta nói cho đệ biết, sư phụ chưa bao giờ ghét đệ, bọn ta lại càng không ghét đệ. Xuyên Nhi, đệ còn nhớ ngày đệ bỏ nhà ra đi không? Ta vào phòng sư phụ quét dọn, nhìn thấy ông ấy làm đầu sư tử nhỏ cho đệ. Tưởng Ngủ là yêu quái, sao đệ lại tin tưởng nó cơ chứ? Vốn đệ tưởng rằng đệ có thể hiểu được nó. Lớn thế này rồi, lần đầu tiên đệ ghét Tết. Qua một năm là lớn thêm một tuổi. Những chuyện này có thể trôi qua sau, hay là sau khi trưởng thành, Tết nào cũng tồi tệ như năm nay. Hay là giống như những gì cha nói, sau khi lớn lên sẽ được làm chuyện mình muốn làm. Chuyện này ta không biết, nhưng ta thấy người lớn cũng chẳng khá khẩm gì, vẫn cứ bị trưởng thôn kêu tới kêu lui, tức tới mức đôi mắt tím sầm lại mà còn không dám nói lời nào. Đôi mắt tím sầm lại, đúng thế, nó là giúp trưởng thôn sửa chữa từ đường gì đó, trên người còn dán bùa, mà tới mức tai mắt tím sầm lại như kiểu trúng tải, giống hệt Tiểu Ngủ hôm nay. Trúng tà. Để biết rồi, đại sư huynh. Để biết cái gì? Đi. À thế, tôi biết sao Tiểu Ngủ nổi điên rồi. Vì sao? Đại sư huynh nói mắt của người trong thôn cứ tím sầm lại. Đúng thế, tôi đang nghĩ liệu có khi nào trưởng thôn luyện yêu thuật gì đó để khống chế mọi người và khống chế cả Tiểu Ngủ không? Để tôi hỏi Thiên Đình xem, có lẽ bọn họ sẽ biết. Quyển Trục, Quyển Trục, ngươi ra đây mau đi. Gọi ta làm gì? Bắt được niên thú chưa? Vẫn chưa, niên thú bị người ta bắt mất rồi. Cô muốn thành thượng tiên nữa không vậy? Ngươi mau điều tra giúp ta, có loại yêu thuật nào có thể khống chế tâm trí của người và niên thú không? Đúng, làm gì giúp cô đúng là mệt chết được. Đây không phải Hồ Trưởng Lễ đang luyện công sao? Đúng đấy, không ngờ thuật trấn yêu nguy hiểm như thế vẫn còn lưu truyền ở phàm trần. Thuật trấn yêu, đúng thế. Rất nhiều năm trước, có một kẻ điên nửa người nửa yêu nghiên cứu ra thuật trấn yêu này, giống như là muốn bắt yêu quái. Kết quả chính mình bị tẩu quả nhập ma, biến thành phệ linh yêu. Nó không có cơ thể, chỉ là một làn khói tím, nhưng lại hội tụ lòng tham, đau khổ quán niệm, hoặc là một giới cái ác nơi trần gian, lượn lờ khắp nơi, sau đó nhập vào người niên thú. Niên thú mới mất đi lý trí và phát điên làm loạn nhân gian. Nhưng theo tư liệu năm đó, thử nguyên sói thu phục niên thiếu, ông ấy đã đánh tan nó rồi, nó sao lại xuất hiện nữa vậy chứ? Xem ra mục đích thật sự của phệ linh yêu là nhập vào người của Tiểu Ngủ.
Vậy phải làm sao mới đánh bại được nó? Trong sách viết, bắt buộc phải trục xuất về linh yêu ra khỏi thân thể mà nó đang nhập, đánh thức người luyện yêu thuật. Còn chuyện phải làm thế nào sau khi thoát khỏi yêu thuật thì ta cũng không biết. Các người tự lo đi, ta đi uống rượu đây. Có chuyện cũng đừng tìm ta nhé. Ngươi khoan đã, đại tiên. Sao quyển trục của cô cũng uống rượu vậy chứ? Lấy ví dụ không được sao? Này, ngươi nói rõ ra đi chứ. Sao cứ nói nửa vời không vậy? Vậy không phải đánh thức trưởng thôn, đánh tan về linh yêu là tất cả sẽ kết thúc không? Chúng ta phải cứu Tiểu Ngũ trước khi Phệ Linh Yêu ra tay. Vậy tôi đi với huynh, ta cũng đi với đệ. Tiểu Ngũ, muội xem bọn ta là ai này? Tiểu Ngũ, muội không biết bọn ta là ai nữa sao? Sao thế? Pháp thuật của Hồ Trưởng Lệ quá lợi hại, tôi cũng không mở ra được. Sáng Thủy, thông trưởng, ông biết cái này chứ? Huynh không sao chứ? Mọi người đi mau đi, để tôi đối phó với ông ta. Vị huynh cẩn thận đấy, cẩn thận đấy. Tới đây thông trưởng. Tiểu Ngũ, tới đây. Đi. Thông trưởng, ở đây này. Sao thế? Trưởng thôn làm gì thế? Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, muội xem đây là cái gì? Sao lại thế được chứ? Tiểu Ngũ, muội mau xem này. A Tế, đưa đầu sư tử cho tôi. Cắn Thủy, tiếp tục. Được. Tiểu Ngũ, muội quên rồi sao? Đây là múa sư tử mà muội thích nhất đấy. Tiểu Ngũ, ổn rồi, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ. Tiểu Ngũ, đi, xem kìa. Hình như mọi người tỉnh táo lại hết rồi. Mọi người đừng sợ. Tuyển ngũ là niên thú, nhưng mà mẹ không làm hại bất cứ ai. Mẹ có thể hiểu điều muốn sư tử của tôi, cũng có thể làm bạn với mọi người. Cứ làm mẹ phát điên là phải lên yêu trên người của trưởng thôn. A Tế, có phải lệnh bài nói về linh yêu không hề đáng sợ không? Điều quan trọng là làm trưởng thôn tỉnh lại. Tôi phát hiện ra trưởng thôn rất là sợ pháo. Phải rồi, ông ta suy nhược thần kinh, sợ tiếng hồn. Chúng ta dùng pháo nổ đánh thức ông ta. Ý kiến hay đấy. Đi mau. Phía bên này, mọi người theo Phán Sơn và Phán Thủy. Lát nữa đặt pháo nổ lên hết mái nhà, mái hiên, gian đường. Tôi dụ trưởng thôn tới, là một người mau chóng châm lửa. Được. Phía này. Nào, đi. Chia nhau ra.
Đến đây. Nổ ông ta, đốt, nổ ông ta, nổ, nổ ông ta, nổ ông ta. Nổ ông ta, nổ chết ông ta, nổ ông ta. Đại nghiệp mà lão phu lên kế hoạch tỉ mỉ suốt 200 năm, chỉ đợi lần này niên thú xuất hiện trên thế gian, nhập vào người con yêu quái này, triệu hồi lại thần lực. Không ngờ đám ngu dân các ngươi lại muốn phá hỏng chuyện tốt của lão phu. Ngươi đừng mơ sẽ thành công. Đúng thế, ta không để ngươi làm hại mọi người. Nói khoác không biết ngưỡng, ngợp mạng đi. Tổ tiên, ngươi định làm gì thế? Ai là tổ tiên của ngươi? Câm miệng, con chó ngu xuẩn. Vốn lão phu tưởng rằng ngươi là hậu thiên khuyển, chuyển thế thì sẽ có tác dụng, nào ngờ vẫn là tên phế vật. Đến cuối cùng vẫn phải để cho lão phu đích thân ra tay. Xuyên Nhi, Xuyên Tử, A Thế, tên tiểu tử thối không biết trời cao rất dày này, chuyện đã tới nước này rồi, tất cả mọi người đều ruồng bỏ ngươi, mà ngươi vẫn còn bảo vệ niên thú. Bất luận người khác đánh giá tiểu ngũ như thế nào, đánh giá ta thế nào, chuyện ta đã quyết định thì nhất định ta sẽ làm. Chỉ có một người có thể quyết định ta sẽ làm gì, đó chính là bản thân ta. Bất cứ kẻ nào bị ta khống chế thì tất cả linh hồn cũng là của ta, không ai có thể làm chính mình cả. Cứu xuống địa ngục để làm chính mình đi. Đừng hòng dùng mấy trò giặt giảnh để mê hoặc lão phu. Những mánh khóe hèn nhát, giả dối, lừa mình dối người. Ở cái thế giới này của các người, ta đã quen thuộc từ lâu rồi. Chịu chết đi. Thế giới là thế giới, ta là ta. Chỉ cần ta sải bước tiến lên thì sẽ càng xích lại gần với mẫu người mà ta muốn trở thành. Chết tới nơi rồi mà còn tự chuốc lấy khổ. Nếu có thể làm chính mình, ta sẵn lòng tự chuốc lấy cái khổ. Tới đây, tới đây, mau tới đây. Mọi người tới đây hết đi. Mọi người mau tới hết đi. Mau lên, mau lên. Chúng ta thắng rồi, thắng rồi. Tuyệt quá, chúng ta thắng rồi. Tuyệt quá. Hay quá tiểu ngũ, chúng ta thắng rồi. La Xuyên, huynh giỏi quá. Thôn trưởng, thôn trưởng, thôn trưởng. Từ từ, từ từ thôi, chậm thôi. Sao thế? Thế sự một giấc mộng lớn, đời người mấy độ buồn thu.
vì quá lo lắng cho thôn làng, hộ trưởng lễ tôi bị yêu nghiệt lừa gạt, nhầm đường lạc lối, mới gây nên mối họa này. Không sao, đã qua cả rồi. Diều thôn trưởng về. Thôn trưởng, đi chậm thôi. Diều thôn trưởng về đi. Tôi về ông về. Tôi ái nái quá. Chậm thôi thôn trưởng. Thôn trưởng đi chậm thôi. Mọi người về nghỉ ngơi sớm đi. Đi thôi, hôm nay mọi người phải vất vả rồi. Chất liệu bảo thạch này tôi thấy ở đâu rồi thì phải. Đây là mẹ tôi nhận được ở vùng ngoại ô, lúc làm đầu sư tử cho tôi năm xưa. Tôi nhớ ra rồi, 2 năm trước lúc ông nội tôi hạ phàm bắt niên thú, quyền trượng bị rơi một góc. Viên đá này chính là bảo thạch trên quyền trượng. Thì ra ông nội cô luôn âm thầm bảo vệ cô. Chính đầu sư tử mà mẹ huynh làm đã cứu mọi người. Mẹ huynh chưa bao giờ rời xa huynh, vẫn luôn bên cạnh và bảo vệ huynh. Sư tử, đừng làm mất đầu sư tử nữa. Chăm chỉ múa sư tử. Từ nay về sau, cha không bao giờ bỏ lỡ cuộc biểu diễn nào của con nữa. Cha. Tiểu tử thối. Phải rồi, mai là mùng 1 Tết, đi xem họ đền với bọn tôi đi. Đúng thế, cùng đi nhé, náo nhiệt lắm đấy. Đúng thế. Tuổi ngủ ở đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Tôi phải mau chóng đưa muội ấy về. A Tế cô nương, trong chuyến đi tới nhân gian lần này, cô đã phải chịu khổ nhiều với chúng tôi. Sau khi về thiên đình, lo chữa thương cho cẩn thận. Dân Xuyên tử, A Tế sắp đi rồi. Tôi không cho cô đi. Sau khi đi rồi, cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Huynh nói gì ngốc thế? Tôi là người vô lương tâm thế sao? Tôi hứa với huynh, sau này cứ tới năm mới thì tôi sẽ đưa tiểu ngũ về thăm huynh, được không? Vậy lần sau quay lại, cô không được hôn người khác đâu đấy. Vậy tôi không đảm bảo được đâu. Đồ sao chổi. Tiểu ngũ, sau khi về thiên đình, mình phải nghe lời A Tế, nhớ chưa? Được quen biết mọi người đúng là rất vui. A Tế, cô là thần tiên giỏi nhất mà tôi từng gặp. Hẹn gặp lại vào năm sau. Phán Thủy, nói đi. Cảm ơn huynh đã cứu đệ và tiểu ngũ. Không cần cảm ơn, về quét nhà cho huynh là được rồi. Lúc bọn đệ về nhà thì huynh đi đâu thế? Sao huynh biết bọn đệ gặp nguy hiểm chứ? Trong thiên hạ này có chuyện gì mà ta không biết? À, tới không phải người ta còn nhìn ra được. Cứu đệ chỉ là chuyện còn con thôi. Được rồi, sau này kiếm chuyện cho ta ít thôi nhé. Ta lừa dọn chiến trường cho đệ lắm. Ai mượn huynh dọn đâu? Ta dọn cho đệ. Ai mượn huynh dọn chứ hả? Đám tiểu tử thối. Trung Bình Tấn. Tại huynh hết đấy. Tại đệ thì có. Đứng Trung Bình Tấn. Dân dân, mau. Cha, mẹ, mau tới đây. Tuyết rơi rồi. Tuyết rơi rồi. Sao thế? Tuyết rơi rồi. Mẹ xem kìa, tuyết rơi rồi. Tuyết rơi thật rồi kìa. Cha đi lấy câu đối xuân. Đến Tết rồi. Đến Tết rồi. Nhìn hai bố con ông vui chưa kìa. Tuyết rơi rồi. Đến Tết rồi. Nào, để tôi giúp ông. Đến Tết rồi.
Bái kiến sư phụ. Được, sau này các con phải làm người cho tốt, nghiêm túc múa sư tử, phát triển tài nghệ múa sư tử truyền thống của nhà họ La. Cảm ơn sư phụ. Nào, cầm lấy quần áo. Cảm ơn sư huynh. Niên thú cứ trước giao thừa là nói lại xuống nhân gian, sợ pháo hoa pháo trúc, khi sợ hãi sẽ biến thành hung thú. Bình thường lại là một đứa trẻ 5 tuổi. Niên thú thích xem múa sư tử, lúc cần thiết có thể lấy múa sư tử để trấn ngang, mà không phải thuật trấn yêu. Thuật trấn yêu là phép thuật tà linh. Kẻ hèn này nôn nóng bảo vệ thôn làng, bị hắn lừa gạt mới gây ra mối họa lớn. Chỉ có chính nghĩa dũng cảm mới bảo vệ được quê hương. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới thôn trưởng. Đi xem múa sư tử cùng bọn cháu đi. Đúng thế, đi cùng bọn cháu đi. Ta chẳng còn mặt mũi nào gặp người khác, xấu hổ tột độ, nên ở nhà sám hối thì hơn. Không đi làm người khác nổi giận đâu. Thôn trưởng, thôn trưởng, đang là năm mới, gọi bữa đây làm gì? Đi thôi, đi cùng bọn cháu đi mà. Đi thôi. Được được, đi thôi, đi thôi nào. Ngoan nào, đi theo thôn trưởng. Hay quá. Ở đâu thế? Đi thôi. Đi thôi, hay quá. Chúc mừng năm mới. Xuyên tử, Hồ đại gia, Xuyên tử, chúc mừng năm mới. Cháu đi biểu diễn đấy sao? Cháu đi biểu diễn đây. Lát nữa mọi người tới xem nhé. Không thành vấn đề, cháu đi trước đây. Bọn ta nhất định sẽ tới. Đúng thế. Nào nào xem đi. Chúc mừng năm mới. 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 Xuyên tử, Vương Thẩm, sao cháu không đi múa sư tử thế? Bây giờ cháu đi đây. Thẩm đi đâu thế? Thẩm về nhà nấu cơm, đi xem biểu diễn đi. Lát nữa Thẩm định phải tới đó. Lát nữa sẽ tới. Chúc mừng năm mới. Đưa cho đệ, trả cho đệ. Lát nữa đi xem ta biểu diễn nhé, được không? Được. Cầm lấy. Xuyên Nhi, xem này, ta múa thế nào? Múa được đấy ạ? Được đấy. Nào, xem cháu này. Thúc từ từ thôi. Cháu đi trước đây. Được được, chúc mừng năm mới. Lát nữa tới xem biểu diễn nhé. Lát nữa sẽ tới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thế mà, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Nào, cho tôi một cái. Đây, cầm lấy, tặng cậu bé. Cảm ơn, trông trống đẹp quá. Làm ăn phát đạt nhé. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Để cho nhà tôi một cái. Lát nữa tôi ta lấy. Được. Cha, đại sư huynh. Huynh không làm việc. Sư tử, chuẩn bị. Chúng ta sắp biểu diễn rồi. Dân dân, con qua đó trước đây. Đi mau lên. Huynh làm việc giúp cho cha đi. Để đi đây. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới sư huynh. Chúc mừng năm mới. Các sư huynh không dạy bọn để sao? Bọn họ kiểu gì vậy chứ? Sư huynh kể lại chuyện Phệ Linh Yêu cho bọn đệ nghe đi. Bây giờ các đệ yên tâm đi xem biểu diễn. Lát nữa ta kể cho các đệ nghe được không? Được. Nào, cầm lấy cái này. Đi đi. Đi đi. Xuyên Nhi, chủ quán Vương, chúc mừng năm mới. Bao giờ cậu mới múa sư tử dưới quán rượu bọn tôi nữa? Hết tới tôi sẽ tới đó múa. Được được, vậy cậu ngồi trước nhé. Ông cứ làm việc đi. Ăn uống ngon miệng nhé. Đủ cơm rượu chưa? Ngày mùng 1 Tết rồi. Có lẽ bọn họ đã quên mình rồi. La Xuyên, La Xuyên, A Tế, Tiểu Ngũ,
Cuối cùng hai người cũng tới rồi. Tiểu Ngũ, nhìn xem ta chuẩn bị thứ gì cho muội này, đội nó lên. Lần này muội không cần sợ pháo nổ nữa rồi. Đi. Phong trưởng cũng tới rồi.